Thông tin đáng chú ý khác, hôm qua, Công đoàn Viên chức tỉnh An Giang phối hợp Nhà văn hóa lao động tỉnh An Giang tổ chức Ngày hội Nữ công nhân viên chức lao động với chủ đề Tháng 3 yêu thương, chào mừng kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, 8 tháng 3 năm 1910, 8 tháng 3 năm 2024. Tại ngày hội, hơn 200 đoàn viên nữ các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh An Giang tham dự. Ngày hội có 6 chuyên đề được tổ chức bằng hình thức workshop, cắm hoa, trang trí nón lá, vẽ tranh tập thể, làm vòng tay yêu thương, trang trí ốp lưng điện thoại và trang điểm công sở. Với chủ đề Tháng 3 yêu thương, trong thời gian 120 phút, các đội dự thi tùy theo sở thích, sự sáng tạo để thực hiện sản phẩm đáp ứng yêu cầu truyền tải thông điệp bình đẳng, yêu thương, tôn vinh giá trị tốt đẹp của người phụ nữ. Ngày hội Nữ công nhân viên chức lao động chào mừng kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 không chỉ là dịp tạo sân chơi bổ ích cho các nữ công nhân viên chức lao động, mà đây còn là dịp để cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam và phong trào phụ nữ quốc tế, tôn vinh tinh thần bất diệt của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, qua đó biểu dương, ghi nhận sự đóng góp của đội ngũ công nhân viên chức cơ lao động nữ đang công tác trong hệ thống chính trị của tỉnh thời gian qua, đồng thời động viên nữ công nhân viên chức lao động tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, cống hiến, góp phần xây dựng và phát triển tỉnh An Giang trong giai đoạn mới.